Xin chào tất cả các bạn đã đến với bài thí nghiệm về áp suất khí quyển của mình. Mình là Nguyễn Minh Kha, học sinh lớp 82. Và đây là những vật dụng cần thiết khi làm thí nghiệm nha. Đây là một chiếc bật lửa, một tờ giấy, một chai thủy tinh, nhớ là phải là thủy tinh nha, chai nhựa thì sẽ không làm được thí nghiệm. Một quả trứng luộc. Các bạn có thể bỏ vào nước để cho nó dễ lọc vào cái bình hơn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm thí nghiệm thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đốt cái tờ giấy này lên. Các bạn nhớ cẩn thận nha, vì lửa rất là nguy hiểm đó. Sau đó bỏ vào cái bình, rồi bỏ quả trứng lên. Vì cái miệng bình của mình hơi nhỏ cho nên là nó đã bị bể cái quả trứng. Nhưng mà nó cũng đã vào được 2/3 cái quả trứng rồi. Nếu mà các bạn dùng cái bình nó có cái miệng bình to hơn thì có thể vào được nguyên một quả trứng luôn nha. Còn cái miệng bình của mình thì hơi nhỏ đó. Và rồi, thí nghiệm của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt nha.